Xin chào anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì Sơn Việt có làm một cái video theo yêu cầu của một số anh chị, đó là hướng dẫn cái sau cạc V9 thì chúng ta kết nối với điện thoại để chúng ta hát karaoke trên những ứng dụng hát karaoke trên thoại, ví dụ như Ikara hoặc Karaoke Now, Sing Loud. Để thực hiện được việc này thì cũng khá là đơn giản thôi, anh chị cần chuẩn bị cho Việt những thứ như sau. Đầu tiên là cái sau cạc V9 Bluetooth có chế độ vang nhại rất là tốt và có thêm chế độ kết nối Bluetooth nữa. Tiếp theo là micro thu âm. Ở đây thì Việt có thử bằng mic AT100, một cái tai nghe và một sợi dây cắm màu trắng hai đầu 305 đi kèm với sau cạc V9. Trong hộp V9 có nhá, dây màu trắng hai đầu 305 và là dây có 3 khớp như này để làm dây kết nối với lại điện thoại Ikara luôn. Và cuối cùng là một cái điện thoại đã cài sẵn ứng dụng Ikara rồi. Và để tiến hành kết nối thì chúng ta sẽ tiến hành cắm dây. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắm mic trước. Mic thì chúng ta cắm vào input. Sau đó đến tai nghe. Tai nghe là chúng ta sẽ cắm vào cổng output. Output. Và cuối cùng là cái dây kết nối với điện thoại Ikara thì chúng ta cắm vào cổng line. Chúng ta cắm vào cổng line. Cổng line. Và cái đầu còn lại chúng ta sẽ cắm một cái điện thoại mà đã cài sẵn cái ứng dụng Ikara. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ bật cái sau cạc V9 lên. Mình sẽ đeo tai nghe vào để nghe thử âm thanh. Alo, 1, 2, tính micro ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở cái điện thoại lên và mở ứng dụng Ikara lên. Ikara. Ikara hoặc Karaoke Now, Sing Now đều như cắm như vậy nhé. Bây giờ thì Việt sẽ hát thử một bài. Mình sẽ thu bằng gõ cửa trái tim này. Gõ cửa trái tim ván em được vào, dù tình xót xa chung thân huyết đau, ngủ vùi với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê lâm canh thận thờ, nhịn lòng mắc răng tơ để một mối bơ vơ, khi không anh nhốt em trong đợi chờ. Ôi cửa tim em bằng vàng, lên tiếng kêu nghe bẻ bàng, để anh gõ cửa miên man mà em không chút hỏi han. Anh buồn lang thang. Ok, bây giờ Việt sẽ mở lại nhá. Đặt stop này. New lại.
Thế thì bây giờ Việt sẽ rút dây này ra để nó sẽ phát lại. Ok, như vậy là chúng ta đã kết nối thành công giữa sóc gạc V9, kết nối với là micro, kết nối tai nghe và kết nối với lại điện thoại, cả sẵn ứng dụng Ikara để chúng ta hát karaoke trên Ikara luôn. Và nó đã thu ở đây và mình đã mở lại cho các bạn nghe. Tuy nhiên là mình mở lại bằng trực tiếp bằng loa điện thoại. Số này nó bé nên các bác nào nghe bé thì thông cảm nhé. Rồi, cảm ơn các bác nào có câu hỏi gì comment dưới video thì Việt sẽ tư vấn thêm cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.